Hello các bác. Đấy, hôm nay bên em cập nhật thêm được 40 bộ mic Beyer K890. Nó là cái dòng mic đời cao hơn, cao cấp hơn dòng micro Beyer 790 các bác nhé. Với cái sản phẩm này thì em cũng đã bóc ruột ra đây rồi. Em bóc nội thất cho các bác xem này. Cái đời nó con này thì nó sản xuất đây 2015 và được xuất xưởng năm 2016 các bác nhé. Đây là nội thất của Beyer K890. Mặt phía trước của sản phẩm này thì nó là hàng vãi nên nó cũng không tránh được xước xát một chút các bạn. Đấy, nó có vài điểm xước, đây là vết bẩn có thể lau sạch được. Đấy, còn sẽ không tránh được những vết xước này các bạn này. Đó. Đây nội thất bên trong. Ruột gan nó rất là đẹp rồi. Những cái dòng sản phẩm micro thì đa phần là nó không có quạt gió, nó không hút bụi thì nó rất là sạch sẽ. 40 bộ này thì có mặt màu vàng chanh này và màu xám đen kia nhá. Đây, các bác có nhu cầu sử dụng mic Beyer hàng bãi xịn, cam kết các bác hàng bãi xịn nhá. Và mic tất là zin toàn bộ 100%. Đây là ruột bên trong của cái tay mic này. Đấy, các bác mua hàng có thể được về được xem, được tháo ra kiểm tra. Các bác thích có thể tháo ra nó luôn như thế này các bác kiểm tra cũng được. Đấy, được test này, được kiểm tra này. Đấy, kể cả thích các bác tháo ra xem cũng được. Và có hai mẫu, một mẫu ra tay da trơn như này. Đấy. Đấy, tay trơn như này. Tay vàng gold da trơn và một mẫu là tay vàng gold da màu da cá các bác nhá. Đấy. Hai phiên bản này. Và đây là côn mic của nó này. Đấy, em đã tháo một chiếc ra để em quay cho các bác nhé. Với cái đời K890 này nó không phải riêng một loại côn này đâu. Đấy, nó có những cái mã côn như cái côn M18 này. Đó. Hoặc là có những côn K18, côn vẫn là loại này nhưng nó là màu đen các bạn. Nó là màu đen. Đấy, cái dòng đấy thì lại côn nó còn dày hơn. Tiếng micro nó sẽ dày hơn, nó mạnh mẽ hơn. Đấy, cái tiếng bát của nó sẽ mạnh hơn và nó không theo cái kiểu là tiếng bát nó uỳnh uỳnh đâu, mà cái côn màu đen ấy mà tiếng bát của nó rất là gọn đấy. Và có mấy bộ là 890 là tay zin đấy, nó mất cái này thôi, mất cái chuôi này, thì cái này thì xong thì em sẽ bù thêm vào những cái đuôi đó. Các bác có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em hiện trên màn hình của các bác ấy. Đấy, 40 bộ cơ. Và cái sản phẩm này thì sẽ bán rất là chạy, anh em bán rất nhiều cái sản phẩm Beyer này. Đây, mã của nó này, Beyer Red K890. Rồi giờ em xin kết thúc video nhé. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Và sau em sẽ làm một cái video test tiếng của cái dòng sản phẩm này cho các bác cùng nghe nhé. Để em kết thúc video.